Sáng nay Nhung nấu xôi gạo nếp cũng từ hạt gạo nếp cái hoa vàng của công ty Vinasit, chính là công ty của sản xuất cái hạt gạo của cái gạo phúc gạo đen Phúc Thọ này này. Đấy, công ty này nó ngay ở đầu số 1 Phương Mai, Lương Đình Của Phương Mai. Đó. Đấy, công ty giống cây trồng Việt Nam này, số 1 Lương Đình Của Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. Cái hạt gạo nó rất là ngon nhá. Đây, hạt gạo nó trộn như thế này. Đẹp như này này. Đó. Hạt gạo nếp cái hoa vàng. Rất là xin là ngon. Thế và sẽ ăn xôi này với cả giò nhé. Trong lúc nấu thì Nhung cũng đã cho một chút xíu muối tinh rồi để cho nó đậm đà. Đó. Và có thể là hôm nay Nhung cho hơi nhiều nhiều nước, đáng nhẽ ra mình có thể cho nó ít hơn một tí nữa thì nó sẽ khô và ráo hơn, nhưng mà thế này cũng là ngon rồi. Thế này thì là mình sẽ ăn được ở trong ngày hôm nay, nó sẽ dẻo thơm cả ngày luôn đó, ngon lắm. Nó hơi dẻo một chút thôi, nhưng nó cũng định với một ít mỡ đó, một ít mỡ mỡ thăn đó, với một ít mỡ thăn vào. Sau rồi ăn với cả giò đây. Đó, ăn với giò nên là đảm bảo vệ sinh đấy, mà cũng tiện nữa, tại vì hôm nay Nhung cũng không muốn đi ra ngoài, trời thì nó mưa, trời khá là mưa đấy. Hôm nay đưa con gái yêu về quê để tiếp tục ôn tiếp, thì sau đó thì con ôn xong thì con lại lên đây. Thế và bây giờ thì cũng sẽ đậy lại để cho nó ngấm ngấm cái dầu cái mỡ than này nhá. Thế và mình đã có một nồi xôi trắng rất là ngon rồi. Một nồi xôi trắng rất là ngon để ăn cùng với cả giò này. Đó. Và xôi nếp cái hoa vàng của công ty Vinasit rất chi là ngon nhá. Xin mời cả nhà ăn sáng cùng với cả hai mẹ con là Nhung nha. Đó, những hạt nếp cái hoa vàng trộn này, ngon không? Bóng này, nhìn dễ thương không? Ăn với cả một hai miếng giò lụa tuyệt vời luôn đúng không? Cả Nhung sẽ cho một vài miếng vào đây luôn, tại vì là cái này thì giò này hôm qua Nhung để vào trong trong ngăn mát tủ lạnh cho nên nó hơi lạnh. Đấy, Nhung sẽ cho vào đây để hấp. Đó, sau đó thì tí nữa hai mẹ con ăn để về quê. Xin chào cô bác và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.